Em xin chào toàn thể cả nhà mình ạ. Thì sáng ngày hôm nay thì cây bông này nó nở tiếp nha mọi người. Bông của những cái cây giả hạt này bắt đầu nở tiếp. Thì nó cũng không phải là một dạng bông đột biến gì, nhưng mà khuôn hoa như thế này thì rất là đẹp và ưng ý nha. Đó. Nở tổng cộng là được 4 hoa và đang còn một cái nụ ở dưới nữa. Thì đối với cái khuôn bông này thì em không có cây, với lại cũng chả có mắt ngủ nữa, nên là sẽ bán nguyên cả cái chậu này. Đó, nếu mà có cây với mắt ngủ thì em sẽ bán mắt ngủ giá siêu rẻ cho mọi người sưu tầm. Còn chậu này thì em chỉ có hoa thôi, với lại có cái gốc này. Phải nói là rất là ưng ý với những cái mặt hoa sổ lại gần đây, rất là đẹp cả nhà. Bên kia thì còn có cái cây long tu nữa nữa. Long tu thì hoa nó cũng sắp tàn rồi. Thì đối với chậu này thì nó là cái con kiến lên mọi người ạ. Thì thân lá mọi người nhìn này, rất là khỏe. Và đối với những cái chậu mà trồng như thế này thì về em đảm bảo là lá phát rất là nhanh. Nhiều khách đặt rồi, thấy cái cây về tốc độ nó đi rất là chóng mặt. Cái mầm gốc thì đã ra và bung rễ bám chặt xuống giá thể này rồi. Đó, về các anh chị thì có thể là thích thì có thể lồng chậu những cái chậu này. Bươi bươi cái giá thể phía trên này vì nó khá là ẩm nha. Trồng theo cái tiểu khí hậu của mỗi vườn á, nên là mình bươi có thể mình bỏ vỏ thông vào. Thì có một số cái mặt hoa nở ở trong vườn như vậy. Còn hôm qua là cái cây cánh tím đây mọi người ạ. Cánh tím của hôm qua đây. Thì hôm nay em sẽ cắt kỳ và cắt mắt ngủ nha. Bữa nay dịch thì bên vận chuyển bình thường nha các anh chị. Chỉ có điều là tất cả là đều đi bộ nên là nó sẽ hơi lâu tí. Đó, bông cánh tím hôm nay nha cả nhà. Ngoài ra thì hôm nay em sẽ có một số cái mặt hàng xổ số. Thì em sẽ qua quay một số cái mặt hàng xổ số bán cho các anh chị. Đây, phía bên đây thì em có những cái con kiến ESO và những cái chậu giả hạt đang có nụ như thế này. Thì em lựa ra được là 5 chậu với lại 5 kiến. Đó. Tí nữa phía bên kia có một cái mặt hoa tím nữa mà em chưa có quay. Thì ở đây em quay ESO trước nha. Lô này thì của năm ngoái rồi. Bữa nay thì em không có làm hàng ESO hay mấy hàng kia nữa. Chủ yếu là hàng bữa nay em làm hàng va, mặt hoa đẹp, bệt hoặc là phú thọ. Đó. Hoặc là những cái cây trắng. Còn hàng này thì trong vườn còn bữa nay nó lên mầm gốc rất là đẹp thì em sẽ bán với cái giá nói chung là phải chăng. Ở đây thì được 2 con kiến nha, 2 con kiến ESO và giá là 300.000 đồng cho cái lô số 1 này. Không, ở đây nó là một cái dề á, một cái dề rất là nhiều, có tới là 3 mầm gốc. Thì em cũng không không rõ, mình chưa có nhìn kỹ thì có phải là 2 kiến hay không, nhưng mà có tới là 1, 2, 3 cái mầm gốc đang lên khá là tím như thế này, thân tơ thì còn nguyên, chưa sổ hoa. Thì lô số 1 giá là 300 nha. Đó, được ghép trên khúc khúc gỗ như vậy. Hồi đó là dân ghép nha. Rồi em qua những cái con kiến mầm tím khác này. Được ghép gỗ rất là đẹp. Như lô số 2 này giá là 200 nghìn. Đó. Lô số 3 thì giá là 180 nghìn. Lô số 2 thì bởi vì cái thân tơ nó lớn. Lô số 2 lưu ý giúp em là cái mầm gốc này lên chỗ cái chồi khác chứ không phải là chồi của thân tơ nha. Lô số 3 là 180.000. Con này thì nó hơi nhỏ.
Lô số 4 cũng là 180.000 nha. Có hai cái chồi gốc đang lên này. Và lô số 5 thì con này là 200.000 vì nó khá là tím. Rồi bây giờ em qua những cái chậu giả hạt mặt hoa xổ số nha. Thì cái chậu đây là chậu số 6. Nụ của nó đây ạ. Thì giá chậu số 6 này là 750.000. Chậu số 7 của em cũng là 750 nha. Thì nụ của chậu đây ạ. Mầm gốc đồ lên rất là ok rồi. Chậu số 8 này giá là 1.300.000, nó bao gồm là hai kiến. Thì một kiến thứ nhất là nó đã có nụ này. Kiến thứ hai thì chỉ có ki. Đó, và chưa có ra hoa. Thì khả năng là những cái mắt dưới đây sẽ cho ra hoa đấy ạ. Một số mắt là em thấy nó đã sưng sưng lên rồi. Thì chậu số 8 này giá là 1.300.000. Chậu số 9 cũng tương tự là 1.300.000. Thì chậu này nó có hai cây mà đang có nụ luôn này. Đó, chậu nào mầm gốc nó cũng lên hết rồi. Chậu số 10 thì cũng là hai cây đang có nụ và giá là 1.400.000. Thằng lá cũng rất là đẹp nha. Thì đó là 10 cái lô xổ số ngày hôm nay. Bây giờ em sẽ qua quay nha, báo giá cái mặt hoa nha. Đây, như cái chậu mặt hoa này thì em bán với giá là 1.600.000. 1.600.000 nha các anh chị. Hoa rất là đẹp. Đó. Cái cây này về mọi người trồng em đảm bảo nó phát rất là nhanh. Vì nhiều khách lấy những cái hàng này bên em là trồng báo cáo lại, báo qua lại. Đó, báo qua lại cái kết quả thì cây trồng phát rất là ok, rất là đẹp. Đó, nói chung bốn bông nở mà nó nhìn nó khá là đều. Đều như thế này thì rất là tuyệt. Rồi ở đây em có cái chậu lông tu với dạ hạt trồng chung một chậu này. Thì ở đây nó chỉ là một con kiến thôi và trên kiến này có ki nữa. Thì cái chậu này em bán giá là 600.000 nha các anh chị. Là được một cây lông tu với lại một cây dạ hạt như thế này. Dạ hạt là xổ số. Đó, chưa có biết mặt hoa. Đó thì em đặt đây. Còn bông tím này thì tí nữa em sẽ cắt và giao cho cả nhà nha. Mời mọi người ngắm lại cái bông tím nở này. Phía bên kia thì em có một bông tím nữa, thì tí nữa sẽ mời mọi người qua ngắm. Và trên đó có những cái ki nữa nha. Và bông ở bên đây thì cũng là một bông tím nhưng mà nó không có tím đẹp bằng bên kia. Đó. Có vẻ là hơi tối về gà. Cái chiều nắng nó chưa được ok cho lắm. Em sẽ quay nghiêng qua. Đó, bông này cũng là một cái bông tím. Cánh bay rất là đẹp. À. Đến trưa thì chắc là bộ cánh này sẽ bay cong vút ra đằng sau. Cái góc này hình như nó hơi tối. Em sẽ quay ra chỗ mà nó có nhiều ánh sáng hơn nha. Đây.
Cái môi này thì nó không có cân đối bằng cái môi của cái bông số 1. Nhưng mà tính ra thì do nó sai hoa quá mọi người ạ. Nên là không khó gì, không rất là dễ hiểu. Nó sẽ bị hơi lệch lệch cái môi tí như thế này. Vì nhưng mà nó bay được như thế này thì rất là tuyệt vời rồi. Đó, cánh nó rất là bay như thế này, rất là đẹp nha. Thì trên đây em cũng có một dàn kỳ để chia sẻ cho các anh chị đây. Thì bên đây em đánh cái số hồi nãy nó hơi bị nhầm một tí. Thì mọi người lúc mua thì nói là số nào của cái giò nào nhé. Ở đây em bắt đầu đánh từ số 4 này. Số 4 là giá là 450. Đó, cái mã số. Hồi nãy em bị đánh nhầm số qua bên kia. Rồi số 5 là cái thăng này. Nó bị bay mất cái tờ giấy rồi. Thì số 5 là cái thăng này thì giá là 800 ngàn. Đó. Cái thăng này giá là 800 ngàn. Những cái cây này sau này lên mầm gốc thì nó sẽ là cây năm thứ 2 và em sẽ cắt chứ không có lách. Rồi. Số 5, số 6 nè, số 6 là 680 ngàn nha. Đó, cũng là cái cây này. Số 7 là 750 ngàn. Đó, cây rất là to mập. Số 8 là 650. Và số 9 là 650. Rồi ở đây em có một cái chậu giả hàng thác bay này. Chậu giả hàng thác bay lưỡi đỏ nở ở trong vườn. Bộ cánh đây là hàng rừng về mọi người biết rồi. Bông này nghĩ ban đầu tưởng ra bệt đó, nhưng mà nó lại không được bệt, nó chỉ là lưỡi đỏ thôi. Và với cái hàng thác bay này thì cái độ cánh của nó rất là dài. Dạ, và nó cũng bay rất là dữ, thác bay và ma bó nha. Đó, thì bông này là một cái bông lưỡi đỏ thôi. Đó, mắt nhung đẹp. Môi thì nó cập cập lại như thế này. Thì cái chậu này giá là 1 triệu nha các anh chị. Chậu này ai lấy chậu này thì giá là 1 triệu. Mầm gốc thì nó đã lên rồi. Đó. Đó, em quay hoa rất là kỹ nha. Hoa này thì nó cũng tương đối là thơm đó. Bộ cánh thì nó bay con vút. Với lại do cái thân này gầy quá nên là thành ra cái cánh của mình nó chưa được sáp và dài lên. Nếu mà chăm tốt thì đảm bảo là cánh này nó sẽ dài lên. Vì cái hàng thác bay ma bó là nó như vậy.